Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021, có những nội dung chính như sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Đồng Hới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao tặng thiết bị y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nỗ lực duy trì chuỗi sản xuất cho doanh nghiệp và người dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 9, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình đã đi kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn thành phố Đồng Hới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đoàn công tác đã đi kiểm tra việc tổ chức sản xuất theo phương án ba tại chỗ tại xí nghiệp may Hà Quảng. Hiện nay xí nghiệp có 215 cán bộ công nhân viên sản xuất theo phương án ba tại chỗ. Tuy nhiên, mới chỉ đảm bảo được từ 5 đến 10% năng suất, chi phí lại đổi lên 4 đến 5 lần, doanh thu giảm khoảng 95% nên rất khó để duy trì lâu dài. Ngoài ra do đơn vị thuộc địa bàn đang thực hiện chỉ thị 16 nên người lao động không thể di chuyển đến xí nghiệp để tham gia sản xuất. Bên cạnh đó, nhiều lao động đang thực hiện cách ly tập trung trong phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế đã giải đáp những khó khăn vướng mắc của xí nghiệp may Hà Quảng trong thời gian qua liên quan đến các vấn đề như đảm bảo cả chế độ cho người lao động, việc xét nghiệm và tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chia sẻ với những khó khăn mà xí nghiệp may Hà Quảng đang gặp phải do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đánh giá cao trách nhiệm của lãnh đạo xí nghiệp trong việc tuân thủ nghiêm các quy định của tỉnh trong phòng chống dịch COVID-19. Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng cho rằng, trong bối cảnh vừa chống dịch, vừa đảm bảo các đơn hàng theo hợp đồng đã ký kết, xí nghiệp cũng đã chủ động xây dựng phương án ba tại chỗ. Tuy nhiên, cách làm này chỉ mang tính chất tạm thời, vì ngoài các khoản chi phí tăng cao, việc sản xuất ba tại chỗ không phải là giải pháp tối ưu trong dài hạn vì không đảm bảo các điều kiện để tái tạo sức lao động cho người lao động, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của người lao động. Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cho biết, tỉnh cũng sẽ có hướng dẫn chỉ đạo cụ thể đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có xí nghiệp may Hà Quảng, đặc biệt sẽ căn cứ vào diễn biến dịch bệnh cũng như việc chuyển trạng thái trong phòng chống dịch của các địa phương để có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, vừa đảm bảo chế độ cho người lao động. Đối với các kiến nghị đề xuất của đơn vị, nhất là vấn đề tiêm chủng vaccine, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cho biết, tỉnh sẽ nghiên cứu để ưu tiên tiêm vaccine cho các đối tượng ở khu vực sản xuất kinh tế, như công nhân tại các nhà máy, bà con ngư dân. Tuy nhiên, do nguồn cung vaccine còn khó khăn, nên ngay khi được Bộ Y tế cấp, tỉnh sẽ chỉ đạo ngành y tế các địa phương tiến hành tiêm sớm nhất, đảm bảo đủ đối tượng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tỉnh sẽ luôn đồng hành chia sẻ cùng cả doanh nghiệp và mong muốn cả doanh nghiệp cũng tiếp tục có sự quan tâm hỗ trợ người lao động, đảm bảo cả quyền lợi để người lao động yên tâm làm việc. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã tăng số tiền 20 triệu đồng nhằm hỗ trợ xí nghiệp may Hà Quảng chăm lo tốt hơn cho người lao động. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đoàn đã đến thăm động viên đơn vị thi công tại gói thầu xây dựng tuyến đường từ cầu Lê Kỳ đến đường Tránh thành phố và xây dựng cầu Tây thuộc dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải, tiểu dự án thành phố Đông Hới do công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Huy Toàn thi công. Đến nay, đơn vị thi công đã huy động 50% máy móc và công nhân để triển khai thực hiện dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng lưu ý, đơn vị thi công cần triển khai tổ các giải pháp trong phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời đề nghị đơn vị thi công tranh thủ thời gian để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất lượng cũng như các yêu cầu về công tác phòng chống dịch. Tại buổi làm việc với Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đồng Hới, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới cho biết, thời gian qua, thành phố Đồng Hới đã triển khai mạnh mẽ quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch với phương châm cao hơn một mức, không để bị động, không chủ quan lơ là. Như vậy đến nay, cơ bản tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đã được kiểm soát tốt. Thành phố cũng đã xây dựng được các phương án tổ chức test nhanh, lấy mẫu PCR trên toàn thành phố để phát hiện sớm các ca F0, trong đó ưu tiên địa bàn có nguy cơ cao, thực hiện nghiêm việc thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Đồng Hới trong thời gian qua. Mặc dù đợt bùng phát dịch lần này với tỷ lệ lây lan nhanh, số lượng các ca F0 nhiều, tuy nhiên, với sự chỉ đạo và cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, sự chung tay của nhân dân, trong vòng 3 tuần, thành phố Đồng Hới đã cơ bản chuyển đổi trạng thái trong phòng chống dịch.
hiện nay, ngoài các địa phương đang thực hiện chỉ thị 16, các địa bàn đã chuyển sang thực hiện chỉ thị 15. Bà con nhân dân đã tuân thủ nghiêm quy định của chính quyền địa phương trong phòng chống dịch. Số lượng các F0 đang được kiểm soát tốt, và trong những ngày tới, trên cơ sở ra soát lại các yếu tố nguy cơ, các vấn đề dịch tễ liên quan, thành phố Đồng Hới sẽ chuyển trạng thái trong phòng chống dịch đối với các địa bàn. Trong quá trình phòng chống dịch COVID-19, thành phố Đồng Hới cũng đã có nhiều cách làm mới sáng tạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, với quan điểm là không kéo dài việc thực hiện giãn cách xã hội, lấy xã phường thị trấn là pháo đài, người dân là trung tâm, chủ thể để phòng chống dịch, đặc biệt đối với địa bàn thành phố Đồng Hới, nơi có nhiều doanh nghiệp hoạt động. Vì vậy, thành phố cần nghiên cứu tính toán để giao trách nhiệm cho các doanh nghiệp để vừa chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng các phương án tổ chức sản xuất hợp lý, đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, thành phố Đồng Hới cũng cần tăng cường kiểm soát tốt người ra vào địa bàn, nhất là tại các cảng cá, khu neo đậu, người dân từ các địa phương khác vào địa bàn. Nghiên cứu áp dụng quản lý bằng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, nhất là khi thành phố đang xây dựng thành phố thông minh. Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng đề nghị thành phố Đồng Hới nghiên cứu tăng cường nguồn lực cho y tế cơ sở, quyết tâm sớm đưa thành phố Đồng Hới trở lại trạng thái bình thường mới. Hôm qua ngày 18 tháng 9, tại mốc 528 cửa khẩu quốc tế Cha Lo thuộc xã Dân Hòa, huyện Minh Hóa, đoàn công tác do đại tá Trịnh Thanh Bình, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình làm trưởng đoàn đã trao tặng vật tư, thiết bị y tế, thuốc cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã trao tặng vật tư, thiết bị y tế, thuốc cho Bộ Chỉ huy Quân sự Công an tỉnh Khăm Muồn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bao gồm dụng cụ test nhanh COVID-19, trang phục bảo hộ phòng dịch, khẩu trang, găng tay y tế, dung dịch sát khuẩn, kính chắn giọt bắn phòng dịch, cùng nhiều cơ sở thuốc y tế trị giá hơn 600 triệu đồng. Với tình hữu nghị đoàn kết giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muồn, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình mong muốn các lực lượng của bản vượt qua khó khăn, chung sức xây dựng biên giới giữa hai tỉnh, hai nước hòa bình, hữu nghị, an toàn trong dịch bệnh COVID-19. Cũng trong dịp này, các lực lượng hai bên cũng đã trao đổi về công tác phối hợp bảo vệ biên giới, cũng như tình hình, kinh nghiệm phòng chống và bảo vệ an toàn cho lực lượng trước đại dịch COVID-19. Đồng thời, thống nhất việc tiếp tục duy trì thông tin cho nhau về tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, các hoạt động tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cũng như diễn biến của dịch COVID-19 để chủ động phòng chống và bảo vệ biên giới trong thời gian tới. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo các ban ngành địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Huyện Quảng Trạch hiện đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 19. Riêng đối với xã Quảng Châu thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. 16 giờ ngày 18 tháng 9 đã phát hiện một F0 tại xã Quảng Hợp. Ca này đã hoàn thành cách ly tập trung. Về cách ly tại nhà đến ngày thứ bảy thì phát hiện dương tính. Huyện Quảng Trạch đã phong tỏa cho một thôn Hợp Phú, xã Quảng Hợp, nơi có ca dương tính. Hiện đã truy vết được một F1 và 99 F2. Để kiểm soát dịch bệnh, huyện Quảng Trạch đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hiệu quả công tác phòng chống dịch. Phát huy vai trò của các lực lượng công an, quân sự, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, tổ COVID cộng đồng để tuyên truyền nhắc nhở, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Huyện Quảng Trạch cũng đã thành lập thêm 18 chốt để tăng cường kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, chủ động các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo các mặt hàng thiết yếu cho người dân, ổn định tình hình, từng bước khôi phục sản xuất, sớm đưa các hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc quyết liệt trong kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, Quảng Bình cũng đang từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh. Những giải pháp bước đầu đã được thực hiện nhằm nỗ lực duy trì chuỗi sản xuất cho doanh nghiệp và người dân. Sau 20 ngày phải tạm dừng do dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn, từ ngày 16 tháng 9, công ty cổ phần Focosep Quảng Bình bắt đầu hoạt động trở lại, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định về việc lưu thông và sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch. Việc cho phép tái hoạt động thời điểm này thực sự rất kịp thời đối với doanh nghiệp, khi mà một thời gian dài, công ty phải xin gia hạn các đơn hàng, doanh thu giảm, lao động phải nghỉ việc. Bên cạnh đó, vùng nguyên liệu sản của người dân bước vào thời kỳ thu hoạch, gặp nhiều khó khăn khi chưa tìm được đầu ra. Công ty đã thực hiện các bước thủ tục dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch để thực hiện sản xuất 3 tại chỗ theo phương án đã được Sở Y tế phê duyệt với số lượng con người là 18 người, 50%. Quá trình thực hiện 3 tại chỗ, đơn vị đã hoàn toàn tuân thủ theo phương án sản xuất. Trước tiên là ngày 15, công ty đã tiến hành
xét nghiệm PCR cho toàn bộ số công nhân viên ở lại sản xuất để đảm bảo kết quả âm tính. Sau đó ngày 16, công ty đã tiến hành tập trung mua thu mua sắm của bà con nông dân và đưa vào sản xuất. Quảng Bình hiện có 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu. Sau khi phương án phòng chống dịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cả công ty đã triển khai đồng bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy theo mô hình 3 tại chỗ, đúng theo quy định. Đồng thời khẩn trương thu mua sắn cho người nông dân với giá 2 triệu đồng mỗi tấn, đem lại niềm vui cho người nông dân vùng trồng sắn nguyên liệu. Mấy bữa trước là không thu mua rồi, dịch bệnh này, mưa nó chờ thảm thủy rồi là nông rót, không bán được, không chờ mất. Mất cua là dịch bệnh nữa, thì mấy ngày đi chỗ họ thu mua được thì bà con thu hoạch được thì cũng phải hơn một tí, đồ lo. Trong quá trình thu mua sắn nguyên liệu từ ngày 16 đến nay, số lượng sắn thu mua là khoảng 1.200 tấn. Nhà máy mình chia ra làm thành hai hướng, có một bộ phần nông vụ ra trực tiếp hỗ trợ bà con nông dân ở ngoài chân ruộng, một bộ phần nông vụ ở trong nhà máy thực hiện ba tại chỗ thì hỗ trợ bà con nông dân trong quá trình cân nhập tại nhà máy. Toàn bộ cái diện tích sắn ngập úng của bà con nông dân thì khi vào thu mua thì nhà máy sẽ thu mua hết, hỗ trợ cho bà con nông dân với giá cả bình ổn như trước khi thời điểm xảy ra dịch, không để cho bà con nông dân bị thiệt thòi. Hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã chuyển sang trạng thái phòng chống dịch mới, tạo nhiều thuận lợi cho người dân sản xuất, thu hoạch nông sản. Chính quyền các địa phương cũng đã chỉ đạo và triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tại sản xuất, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Liên quan đến cái vấn đề sản xuất kinh doanh của nhà máy sắn thì Ủy ban huyện đã tạo điều kiện cho về cái thủ tục hồ sơ theo quy định của 2976 và trước đó là 2911 của Ủy ban tỉnh để rồi có cái phương án phê duyệt để nhà máy đi vào sản xuất. Huyện cũng có cái quy định rất cụ thể. Cái thứ nhất là yêu cầu các xã thị trấn thì tập trung cái tuyên truyền cho bà con nhận thức được cái quyết định 2976 về cái sản xuất, về cái kinh doanh trong cái giai đoạn giãn cách. Cái thứ hai nữa thì Ủy ban huyện cũng tạo điều kiện, đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn để sản xuất. Cái thứ ba nữa thì cũng khuyến cáo bà con thực hiện trong cái sản xuất thì thực hiện tốt, thì đặc biệt là cái phòng chống dịch. Không chỉ riêng việc thu mua thì biện kịp thời sản nguyên liệu cho người nông dân trong thời điểm này, mà những biện pháp đang được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo triển khai sẽ góp phần quan trọng trong việc vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất, góp phần ổn định đời sống cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình vừa thống nhất về việc tổ chức cuộc họp trực tuyến với các doanh nghiệp và một số sở ngành có liên quan để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Cuộc họp dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 22 tháng 9 năm 2021. Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình trân trọng thông báo đến quý vị và quý doanh nghiệp biết. Quý doanh nghiệp nếu có nhu cầu tham gia cuộc họp, xin đăng ký về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình theo số điện thoại 0945 501 611. Gặp bà Mai Thị Hải Vân, chuyên viên phòng quản lý đầu tư. Thời gian dự kiến ngày 22 tháng 9 năm 2021. Hình thức cuộc họp tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu cơ quan tỉnh ủy đến cả doanh nghiệp dự họp. Sau khi quý doanh nghiệp đăng ký thành công, sẽ được cấp một tài khoản để tham gia cuộc họp trực tuyến. Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình trân trọng thông báo. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 1971 UBND NCVX ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch COVID-19 năm học 2021-2022. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình có sự điều chỉnh thời gian phát sóng các chương trình dạy học trên truyền hình QBTV như sau. Khối 12, thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút. Sáng thứ 2, thứ 6, tiết 1 ngữ văn, tiết 2 toán, tiết 3 anh văn. Khối 9, thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút. Sáng thứ 3, 5, 7, tiết 1 ngữ văn, tiết 2 toán, tiết 3 anh văn. Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình sẽ tiếp sóng nội dung dạy học qua truyền hình trên kênh VTV7, Đài Truyền hình Việt Nam. Cụ thể, chuyên mục làm quen tiếng Anh lớp 1 vào khung giờ từ 14 giờ đến 14 giờ 30 phút. Chuyên mục dạy tiếng Việt lớp 1 vào khung giờ từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ. Chuyên mục làm quen tiếng Anh lớp 2 vào khung giờ 15 giờ đến 15 giờ 30 phút. Thời gian học cả ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2021.
đối với các môn học toán lớp 1, tiếng Việt lớp 2, toán lớp 2, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình sẽ thông báo lịch phát sóng của VTV7 Đài Truyền hình Việt Nam khi có thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các chương trình dạy học lớp 1, lớp 2 trên kênh VTV7 sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình cập nhật trên trang thông tin điện tử qbtv.vn. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình kỳ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, chỉ đạo các trường trung học phổ thông và các phòng giáo dục và đào tạo thông tin đến học sinh, phụ huynh biết để sắp xếp bố trí thời gian hợp lý cho con em tham gia học tập. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Chuyển sang một số thông tin quan trọng khác. Trước thực trạng một số đối tượng giả danh lãnh đạo công chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Bộ Tư pháp liên hệ với các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương để mời mua cuốn sách, chỉ dẫn tra cứu và áp dụng luật xử lý vi phạm hành chính. Bộ Tư pháp vừa có công văn số 3170 để thông tin về cuốn sách này. Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình cũng đã có văn bản đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố không tham khảo cuốn sách nêu trên trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, thời gian qua có tình trạng một số tổ chức cá nhân liên hệ với các cơ quan nhà nước trong và ngoài ngành tư pháp để mời mua cuốn sách chỉ dẫn tra cứu và áp dụng luật xử lý vi phạm hành chính, gồm 2 tập do Nhà xuất bản Lao động xuất bản vào tháng 6 năm 2021. Đây là cuốn sách mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm chủ biên đã bị Nhà xuất bản Lao động đình chỉ phát hành và yêu cầu thu hồi. Vấn đề tra cứu và áp dụng luật xử lý vi phạm hành chính là nội dung phức tạp, có phạm vi áp dụng trong nhiều ngành lĩnh vực và liên quan đến nhiều cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương với 215 chức danh, 16 cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, trường hợp cuốn sách nêu trên có sai sót về nội dung mà được cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền tham khảo áp dụng sẽ có thể gây hậu quả tiêu cực trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và tạm giữ một lô hàng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chiều ngày 19 tháng 9, trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành đón dừng xe tải mang biển kiểm soát 73C08122 do tài xế Lê Văn Tài, sinh năm 2001 ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy điều khiển để kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra phát hiện trên xe tải chở gần 1.000 đồ chơi trẻ em với nhiều chủng loại, trị giá lô hàng khoảng 50 triệu đồng. Thời điểm kiểm tra, Lê Văn Tài không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên. Tổ tuần tra kiểm soát đã bàn giao người, phương tiện và hàng hóa cho đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ. Vừa qua tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân. Hải đội 102 đã cấp phát gần 400 cuốn sách và tờ rơi tuyên truyền về biển đảo, luật Cảnh sát Biển Việt Nam và những điều ngư dân cần biết về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Trao tặng 15 suất quà, 10 suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 600 khẩu trang y tế và một số nhu yếu phẩm cần thiết cho các ngư dân chịu ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời động viên bà con ngư dân huyện Nghi Xuân yên tâm vươn khơi bám biển để phát triển kinh tế. Đồng thời, góp phần cùng với lực lượng cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển
và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hôm qua ngày 18 tháng 9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cấp phát tiền mặt hỗ trợ sinh kế cho bà con 4 xã bị thiệt hại do lũ lụt ở huyện Tuyên Hóa. Đây là hoạt động nằm trong dự án khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2020 tại trường học và cộng đồng ở tỉnh Quảng Bình. Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế tại Việt Nam. Đã có 214 hộ gia đình thuộc 4 xã gồm Thanh Hóa, Mai Hóa, Văn Hóa và Cao Quảng được cấp phát tiền mặt mỗi hộ 3 triệu đồng. Với số tiền này, các hộ gia đình sẽ cam kết mua con giống, vật nuôi để phát triển sinh kế. Dự án khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2020 tại trường học và cộng đồng ở tỉnh Quảng Bình được triển khai thực hiện tại 4 xã nổi trên từ tháng 6 năm 2021 với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng. Ngoài cấp phát tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, dự án còn hỗ trợ bồn chứa nước 1.000 lít cho hơn 100 hộ gia đình của các xã, tập huấn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và lập kế hoạch phòng chống thiên tai cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai và đội xung kích cấp xã, tập huấn trường học an toàn cho 11 trường học, hỗ trợ trang thiết bị trường học và xây dựng các tiểu công trình để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân các xã. Theo kế hoạch, dự án sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin nổi bật của Quảng Bình trong tuần qua. Đầu tuần, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho rằng, thời gian qua, các địa phương đã thần tốc truy vết, xét nghiệm, bóc tách F0 khỏi cộng đồng. Các địa phương cũng đã tập trung cao độ huy động lực lượng lấy mẫu, tăng cường năng lực xét nghiệm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành y tế ra soát trên cơ sở tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh cũng như cả quy định của Bộ Y tế để tham mưu cho Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đưa ra cả quyết định về việc áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch tại các địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cần tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, kiểm soát tốt các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn. Các ngành cơ quan chức năng cần quan tâm đến các khu cách ly tập trung, hạn chế đến mức tối đa việc lây nhiễm chéo ở các khu cách ly tập trung, phát huy tốt vai trò của các khu cách ly ở xã phường thị trấn. Về công tác khám chữa bệnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan có liên quan cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Quan tâm đến lực lượng tuyến đầu, đồng thời đề nghị cả cơ quan chức năng, động viên cán bộ chiến sĩ tuân thủ nghiêm công tác bảo hộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong tuần, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch sau khi có những diễn biến mới của tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thị xã Ba Đồn tiếp tục xác định để khoanh vùng đúng phạm vi, thần tốc triển khai xét nghiệm RT-PCR ở vùng đỏ, đồng thời triển khai tách nhanh kháng nguyên đối với các vùng có nguy cơ, sớm xác định phương án kế hoạch xét nghiệm và đảm bảo triển khai đúng theo kế hoạch để khoanh vùng sớm hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp bố trí nguồn nhân lực để bổ sung kịp thời cho thị xã khi cần thiết nhằm tăng tốc công tác xét nghiệm trên địa bàn. Khẩn trương công tác truy vết F1, F2, phân loại tổ chức cách ly theo quy định, tuyên truyền để người dân chấp hành việc khai báo y tế, khẩn trương khử khuẩn tất cả các địa bàn có nguy cơ cao, tổ chức cách ly y tế tập trung cho các F1 tại thị xã, đảm bảo khung cách ly chặt chẽ, không để xuất hiện F0 tại cả khu cách ly, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, không hoang mang, lo lắng, dẫn đến nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá sát đúng tình hình nguy cơ dịch bệnh trên toàn địa bàn để áp dụng các mức độ phòng chống dịch phù hợp. Trong tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện Bố Trạch về việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch thời gian qua, nhiệm vụ trung tâm trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình ghi nhận, biểu dương sự quyết liệt của huyện Bố Trạch trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Vũ Đại Thắng cũng cho rằng,
việc chuyển trạng thái trong vùng dịch, trong đó có một số địa bàn thực hiện chỉ thị 15, chỉ thị 19 không có nghĩa là đã chiến thắng được dịch bệnh, mà công tác phòng chống dịch là cuộc chiến lâu dài. Nhất là đối với huyện Bố Trạch có địa bàn rộng, nhiều nguy cơ lây nhiễm, nhất là tại các cảng cá, khu neo đậu và tại các khu du lịch. Vì vậy, huyện Bố Trạch cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, lực lượng tuyến đầu và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục duy trì các tổ COVID cộng đồng. Đối với các địa bàn đang thực hiện chỉ thị 16, cần áp dụng nghiêm túc phương châm ai ở đâu ở đó, nhà cách ly nhà, đồng thời tiếp tục tổ chức xét nghiệm nhiều vùng, nhiều lớp để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhằm sớm chuyển trạng thái cho các địa bàn thuộc vùng đỏ tại huyện Bố Trạch. Đồng chí Vũ Đại Thắng cũng nhấn mạnh, huyện Bố Trạch cần tổ chức phương án sản xuất, kinh doanh hợp lý, đảm bảo công tác phòng chống dịch cho nhân dân, tổ chức doanh nghiệp theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, tại một số địa phương trong tỉnh được nới lỏng mức độ phòng chống dịch, bà con nhân dân đã bắt đầu tái sản xuất nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tại Bố Trạch, sau những ngày giãn cách xã hội, một số địa phương trên địa bàn huyện chuyển trạng thái sang thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Bà con nông dân ở nhiều địa phương trên địa bàn Bố Trạch đang khẩn trương xuống đồng thu hoạch sắn. Tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, một số bà con ngư dân đã bắt đầu hoạt động đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển gần bờ nhằm đảm bảo nhu cầu thực phẩm. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, cấp ủy chính quyền các địa phương cũng đã quán triệt, tuyên truyền, khuyến cáo bà con tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch. Việc tái sản xuất phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch bệnh, nhất là không tập trung đông người, hạn chế tiếp xúc, cũng như chấp hành nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, từ ngày 17 tháng 9, một số địa phương trong tỉnh chuyển trạng thái sang thực hiện chỉ thị 15, người dân tới mua sắm hàng hóa thiết yếu tại các chợ bắt đầu tăng trở lại. Theo ghi nhận của phóng viên, người dân khi đến chợ cũng như tiểu thương tại chợ đều tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chợ truyền thống là một trong những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, mỗi người dân cần có ý thức tự giác bảo vệ chính mình, đồng thời lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với các hộ tiểu thương cũng như người dân nhằm hạn chế ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.